Chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh Nhan Thái Auto. Video ngày hôm nay em xin giới thiệu tới mọi người một sản phẩm. Đó chính là lốc điều hòa của xe Aeon Ấn Độ 2012, dòng xe 5 chỗ ngồi được sản xuất tại Ấn Độ. Cái dòng sản phẩm ngày hôm nay em gửi tới anh em cũng là dòng sản phẩm của công ty Halon tại Ấn Độ. Đây là cái mã của sản phẩm anh em nhé, Margin Ấn Độ này. Lốc được bắt với vào động cơ qua ba chân, tức là hai chân dưới, đây hai chân dưới và một chân trên, hai bích, đây là hai cái bích để bắt lốc, một bích đường cao, một bích đường hạ. Đây là buli để lai dây curoa điều hòa là bản 40K. Đây ba rãnh nổi. Đây lốc được ghép với nhau bởi một phần đuôi, một phần đầu và một phần thân qua con ốc dài xuyên qua thân. Đây anh em cùng nhìn. Đây chính là hàng xịn đấy anh em nhé, hàng xịn Ấn Độ luôn. Đây anh em có thể nhìn này, HCC này, tất cả này. Đấy. Thì vừa rồi là em vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là cái lốc điều hòa của xe Aeon 2012 5 chỗ ngồi của Ấn Độ. Cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian xem video của em. Anh em quan tâm tìm hiểu cần hỗ trợ tư vấn về sản phẩm thì hãy nhấc máy lên liên hệ với em theo số 0769086333. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.